Epic Empire, Tower Defense là tựa game bảo vệ vương quốc với lối chơi vui nhộn và giải trí nhất phù hợp cho mọi lứa tuổi. Trò chơi được thiết kế quen thuộc với bối cảnh anh hùng bảo vệ vương quốc chống lại quái vật. Game sử dụng những gam màu sáng với những nút điều khiển được sắp xếp khoa học và dễ tiếp cận trên màn hình chính. Bên cạnh đó là các bản đồ khác nhau như thung lũng, khu rừng ma thuật, vùng đất đóng băng và đế chế bóng tối. Nhiệm vụ của người chơi là đưa ra những chiến thuật dựa trên bản đồ để bảo vệ đế chế, chinh phục những vùng đất bằng phép thuật. Cũng như những game thủ tháp khác, game mang đến hệ thống anh hùng, vật nuôi, tháp phòng thủ đa dạng. Ở phiên bản này, Epic Empire Tower Defense có 10 anh hùng với các khả năng độc đáo. Người chơi được phép điều khiển 3 anh hùng cùng lúc để bảo vệ vương quốc và đánh bại kẻ thù. Các anh hùng cũng không hề chiến đấu đơn độc khi có 7 loại sức mạnh tuyệt vời hỗ trợ trong những thời điểm họ gặp khó khăn. Ngoài ra, khi phát triển các anh hùng đến mức tối đa sẽ kích hoạt các vật nuôi. Chúng sẽ sát cánh cùng các anh hùng và tăng sức mạnh chiến đấu trong suốt hành trình. Bên cạnh các anh hùng, hệ thống tháp là không thể thiếu. Game Epic Empire Tower Defense có nhiều loại tháp phòng thủ như golem đá, cung thủ, bộ binh và pháp sư. Mỗi tháp phòng thủ cũng có sức mạnh riêng và giữ những vai trò khác nhau trong việc phòng thủ. Vì vậy, việc lựa chọn và nâng cấp các tháp phòng thủ vô cùng quan trọng. Kết hợp hoàn hảo các yếu tố sẽ tạo nên sức mạnh vượt trội, chống lại đám quái vật hung hãn không ngừng tấn công vương quốc. Các tính năng trong game: nhiều thử thách hàng ngày và các phần thưởng tương ứng, hiệu ứng vinh quang, hệ thống tiến hóa anh hùng và tháp, các bản đồ đáng kinh ngạc, đồ họa bắt mắt. Thank you.
Okay. Come on. Between your mouth and witness true strength. Okay.